Hồi thứ 96. Nữ oa đoán thầu đắc kỷ. Khi ấy các tướng và chư hầu nghe trống dục, đồng lướt tới phủ vây trụ vương. Lỗ Nhân Kiệt nói với Lôi Côn, Lôi Bảng: "Vua mắc nạn thì tôi cũng bị nhục, chúng ta lúc này phải liều chết rửa nhục, không lẽ đứng ngoài xem bọn phản thần đánh chúa?" Lôi Côn nói: "Anh em nói phải lắm." Ba người đồng phá trùng vây, xông vào cứu giá. Bấy giờ trụ vương hỗn chiến đã lâu, một mình chống cự với các tướng Chu vây phủ bốn phía. Trụ vương nổi giận, hét lên một tiếng, chém Nam Bá Hầu một đao đứt làm hai. Lỗ Nhân Kiệt đâm Lâm Thiên nhào xuống ngựa. Na Cha nổi giận lướt tới nói: "Các ngươi đừng ỷ mạnh, có ta đây." Lôi Chấn Tử, Kim Cha, Mộc Cha đều xông vào nói: "Đã đến chiều ca, lẽ nào chúng ta nhịn thua trước mặt 800 chư hầu?" Nói rồi xông tới đánh liền. Dương Tiễn chém được Lôi Côn, Na Cha quăng Cản Khôn Quyển đập Lỗ Nhân Kiệt bẻ đầu nhào xuống. Lôi Chấn Tử đập Lôi Bảng chết tươi. Vua Trụ còn có một mình Tả Xung Hữu Đột đánh với các tướng. Khương Văn Hoán liền buông siêu đao xuống, lấy cây giản tràng dắt sau lưng, chui vào phía sau đập lên lưng Vua Trụ một giản. Vua Trụ suýt té xuống ngựa, vội bại tẩu vào cung. Chư hầu đuổi theo, nhưng cửa Ngọ Môn quân sĩ đóng kịp, không sao được. Tử Nha liền gióng trống thu quân về trại, kiểm điểm binh tướng thì thấy trận này hao hết 26 viên tướng và mất hơn 3.000 quân. Các chư hầu đều thở ra, nói với nhau: "Không ngờ trụ vương lại có sức mạnh dường ấy." Tử Nha nói: "Sức mạnh không thắng nổi đạo đức, kẻ mất đạo đức phải bị diệt vong." Võ Vương nói: "Chúng ta đánh với thiên tử đã lỗi đạo làm tôi. Ta thấy Khương Văn Hoán đánh thiên tử một giản, lòng ta bất mãn quá." Tử Nha nói: "Xin đại vương chớ nghĩ như vậy. Lúc là kẻ nhân đạo, cầm quyền trị nước thì là bậc thiên tử chí tôn. Nhưng khi đã xa lìa đạo đức, bỏ mất thiên mệnh, đạo lý, thì chỉ là một người dâm bạo, hại dân, không coi là thiên tử nữa. Đại vương còn thương xót nỗi gì?" Vua Trụ chạy vào đền, ngồi lên ngai than: "Ta hối tiếc vì không nghe lời trung thần can gián, nên ngày nay mới bị nhục. Thương hại Lỗ Nhân Kiệt, Lôi Côn, Lôi Bàng, đều vì ta tử trận cả." Phi Liêm và Ác Lai Tâu: "Bệ hạ võ nghệ như thần, một mình cự với 100 người mà còn giết được tướng, chỉ rủi ro bị một giản, nhắm chừng ít bữa cũng lành, rồi sẽ ra trận. Hạ thần tưởng chắc thế nào bệ hạ cũng thắng." Trụ vương nói: "Trung thần không còn ai, các tướng chết hết, trẫm lại bị thương, còn mong gì chiến đấu." Nói rồi cởi giáp vào cung. Phi Liêm nói với Ác Lai: "Giặc vây tại Ngọ Môn, ngoài chẳng có binh, trong không còn võ tướng, tình thế này chắc chết, chúng ta liệu làm sao? Nếu binh chư hầu kéo vào đây, ngọc đá không còn, vàng thau tiêu hết, chúng ta lâu nay tích trữ được một số của cải mà phải tan tành thì uổng biết chừng nào." Ác Lai nói: "Cần gì phải đắn đo cho mệt, kẻ trí thì coi theo tình thế mà làm, trong ít ngày nữa trụ vương phải chết, chúng ta thừa dịp đầu chu cũng không mất phần công danh phú quý. Võ Vương Nhân Đức, Khương Thượng Cao Minh, chắc không bao giờ làm tội người đầu hàng mà sợ." Phi Liêm nói: "Nếu đã có ý ấy thì phải tính một kế nào để lập công. Theo ý tôi thì cứ đợi lúc binh chu đến phá, chúng ta trộm lấy ngọc ấn đem dâng cho Võ Vương, thế nào chúng ta cũng được quyền cao chức trọng." Hai người bàn luận với nhau, trông có vẻ đắc chí lắm. Bấy giờ trụ vương vào nội cung, Đắc Kỷ, Hồ Hỉ Mị và Ngọc Mỹ Nhân đồng ra nghênh tiếp. Trụ vương rơi lụy nói với Đắc Kỷ: "Chấm coi Cơ Phát là tiểu tử, Khương Thượng là thất phu, chẳng tài cán gì.
chẳng dè, chúng hội binh tướng quá đông, nhóm chư hầu vây trước ngõ, chậm ra bình chém được ít tướng, rồi bị Khương Văn Hoán đập một giản trúng lưng, còn Lỗ Nhân Kiệt, Lôi Côn, Lôi Bảng đều liều mình tử trận, chậm chắc cơ nghiệp tiên vương đến đây là dứt, ăn năn thì đã muộn. Trụ vương thở dài, lau nước mắt, rồi nói tiếp. Nghĩ thường ba mỹ nhân ở với chấm bấy nay, mà chấm phải liều mình, để cho chúng bắt ba vị mỹ nhân của chấm. Một khi chấm đã chết rồi, thì cả ba ái khanh đều về tay Cơ Phát hết. Chấm nghĩ đến đó, lòng đau như cắt. Nói rồi, nước mắt rầm rề. Ba nàng yêu thấy vua trụ khóc thảm thiết, cũng động lòng khóc theo, rồi quỳ tâu. Ba chúng tôi nhờ ơn bệ hạ yêu dấu lâu nay, ghi lòng khắc cốt không quên. Nay trong ly loạn, bệ hạ tính đi đâu, và bỏ chúng tôi sao đành? Trụ vương nói, nếu chẫm để chúng bắt thì nhẹ thể lắm, nên phải từ giã ba ái khanh mà đi kẻo trễ. Đắc Kỷ níu áo khóc sướt mướt. Thần thiếp nghe bệ hạ nói, ruột gan như dao cắt, bệ hạ nỡ bỏ thần thiếp mà đi đâu? Nói rồi cúi mặt trên đầu gối trụ vương khóc lớn, vua trụ thương quá, không nỡ bỏ đi, vội hối quân dọn một tiệc rượu giã biệt. Có bài thơ rằng, nghĩ nhớ vui xưa tại Lộc Đài, dứt tình vì giặc đánh bên ngai, uyên ương kết cánh từ năm ấy, loan phượng chia lìa nội nửa mai, binh tựa mây đen tan trống rỗng, tướng như sao sáng lặn lai dài, biệt ly chén rượu say rồi tỉnh, đoái lại giang sơn vốn của ai. Vua trụ uống mãi, Đắc Kỷ rót hoài. Trụ vương phán, ta uống rượu hôm nay là uống cả nguồn ly biệt. Đắc Kỷ tâu, xin bệ hạ chớ phiền, bởi thiếp là con nhà tướng, biết cưỡi ngựa cầm đao, và Hồ Hỷ Mị, Ngọc Mỹ Nhân đều có học phép. Đêm nay, ba chị em tôi cướp dinh Khương Thượng, đánh đuổi binh Chu. Nếu được thành công, thì giải phá thành sầu cho bệ hạ. Trụ vương nghe nói gượng vui phán, nếu hoàng hậu ra công dẹp giặc này, thì chấm vui sướng biết chừng nào. Bốn vua tôi cùng uống rượu đến hết canh hai. Ba con yêu nai nịt chỉnh tề đi cướp dinh. Bấy giờ các chư hầu nóng lòng, hối Tử Nha ra lệnh phá đèn. Tử Nha toan tính một hồi rồi nói, chỉ trong một ngày Giáp Tý, vua trụ diệt tuyệt, cần gì phải vào cung làm hư hại ngôi báu. Bởi tính như vậy nên không đề phòng. Đêm ấy, Đắc Kỷ, Hồ Hỷ Mị và Ngọc Mỹ Nhân đầm cưỡi ngựa, xách song kiếm đi cướp trại. Ba con yêu đều làm phép gió ngút mây bay. Bình Chu không biết đông tây, chẳng phân nam bắc, binh tuần đều vỡ chạy, tướng tuần cũng ngã lăn vì trời đất tối tăm, không thấy đường nào chạy. Ba con yêu giết Bình Chu rất nhiều. Khi ấy khí yêu chiếu vào trướng, các tướng nghe hỗn loạn chạy vào báo. Tử Nha đánh tay, biết ba con yêu hành động, liền truyền các tướng bắt cho được ba con yêu ấy, không để trốn thoát. Na Cha liền đạp xe tới, Dương Tiễn xách đao giục ngựa ra, Lô Chấn Tử cầm côn bay lên cao đập xuống, Vi Hộ ở dưới thấp lấy gián mã sử quăng lên, Lý Tịnh múa kích xông vào, Kim Cha, Mộc Cha đồng áp đến. Ba chị em Đắc Kỷ hỗn chiến một hồi, Dương Tiễn kêu lớn, yêu nghiệt, sao chúng bay không sợ chết, đem thầy đến đây mà nạp. Nói rồi cùng nhau vây phủ rất gắt. Tử Nha làm phép ngũ lôi, vỗ tay sấm nổ, ba con yêu kinh hãi, liền nổi gió chạy về. Vua chủ ở trước ngọ môn đang nghe ngóng tin tức, đợi mãi đến canh tư mới thấy ba nàng hơ hải chạy đến. Trụ vương hỏi, ba khanh đi cướp trại, thắng bại lẽ nào? Đắc Kỷ tâu, Khương Thượng đề phòng rất kiên cố, ba chị em tôi giết được một số binh tướng, nhưng rồi bị trùng vây, suýt bỏ mạng. Vua trụ nghe nói thất sắc, trở vào buồn bã nói, chẳng ngờ trời đã dứt nghiệp nhà Thương, không còn mong cứu giải.
Đa Kỳ cũng khóc và nói, Thiếp cũng quyết cướp trại đuổi binh Chu cho yên xã tắc, ngờ đâu trời chẳng cho khôi phục, bây giờ biết tính làm sao? Trụ Vương nói, Trẫm cũng đã biết cơ nghiệp nhà Thương đến đây là dứt, lòng trời đã khiến như vậy. Thôi, trẫm với ba khanh tử giã, mạnh ai nấy tìm chỗ ẩn mình, chẳng nên bận bịu nữa. Nói rồi Trụ Vương đi thẳng lên lầu Trích Tinh, Đa Kỳ nói với Hồ Hỷ Mị và Ngọc Mỹ Nhân. Bây giờ Trụ Vương đi liều mình, còn chị em chúng ta tính trốn đâu cho khỏi họa? Hồ Hỷ Mị nói, chỉ có Trụ Vương mê chúng mình mà thôi, nhắm không ai thương hại chúng mình hết. Bây giờ trốn chỗ nào cũng không khỏi chết, chi bằng trở về chốn cũ mà nương thân. Ngọc Mỹ Nhân nói, phải lắm, chúng ta cùng nhau trở về Mã Huỳnh Đế là tiện hơn cả. Bàn luận xong, ba con yêu bắt cung Nga ăn thịt một cấp nữa mới chịu ra đi. Lúc ấy Tử Nha điểm binh lại và nói với các tướng, ta sơ ý, chút nữa dinh trại tan tành, may nhờ các tướng tài phép mới đuổi được yêu tinh, nay phải tính trước kẻo chúng trốn hết. Nói rồi truyền đặt bàn hương án, chiếu quẻ xem rõ rồi nói, nếu trễ chút nữa thì ba con yêu trốn rồi, vậy Dương Tiễn đi bắt cho được con Chí Chín Đầu là Hồ Hỷ Mị, Lôi Chấn Tử đi bắt cho được Hồ Ly Chín Đuôi là Đắc Kỷ, còn Vi Hộ phải đi bắt cho được Ngọc Mỹ Nhân là cây đàn tỳ bà bằng đá. Nếu để chúng nó trốn mất thì ta xử trảm các ngươi hết. Ba tướng tuân lệnh ra khỏi cửa bàn với nhau. Chuyện này khó quá, biết nó trốn ở đâu mà kiếm? Dương Tiễn nói, bây giờ chúng nó thấy Trụ Vương yếu thế, chắc trốn ra ngõ sau cung, chúng ta bay lên mây, xem xuống, thế nào cũng thấy. Lôi Chấn Tử khen phải, vỗ cánh bay lên mây. Lúc này ba con yêu ăn thịt cung Nga vừa rồi, nổi gió bay lên, tính về hang cũ. Dương Tiễn trông thấy, đoán lại kêu lớn, ba con yêu quái, chạy đi đâu cho khỏi, có ta đến bắt ngươi đây. Hồ Hỷ Mị nổi giận, vung gươm mắng, chị em ta gửi sự nghiệp thành thang cho cơ phát, nên chúng bay mới thành công, sao chẳng biết ơn, còn đón đường bắt lại là nghĩa làm sao? Dương Tiễn nổi giận mắng, loài nghiệt xúc, chớ có nhiều lời, bay mau bó tay chịu trói. Nói rồi xông vào hỗn chiến, Lôi Chấn Tử xông vào đón Đắc Kỷ lại đánh, Vi Hộ cũng xông vào đánh với Ngọc Mỹ Nhân. Đánh được một lúc, Dương Tiễn thả Hạo Thiên Khuyển ra, cắn con chỉ gãy hết một đầu, máu nhỏ ra từng giọt, xong nó sợ quá, quên cả đau, đâm đầu chạy. Bỗng thấy cặp phướng vàng xuất hiện, mùi hương thơm xông lên ngào ngạt, kế đó có hai tiên nữ theo hầu, và nữ oa cưỡi hạc bay đến. Ba con yêu bị hào quang chiếu vào mặt, nên chạy không được, túng thế phải quỳ xuống thưa. Chúng tôi không ngờ nương nương đến nơi đây, nên nghênh tiếp trễ. Xin nương nương thứ lỗi, nay Dương Tiễn và hai tướng quyết đuổi bắt chúng tôi, xin nương nương cứu mạng. Nữ oa nói, Bích Vân, đem dây phược yêu trói chúng nó lại, giao cho Dương Tiễn đem về nạp cho Tử Nha trị tội nó. Bích Vân Đồng Nhi y lệnh. Ba con yêu nghe nói, vừa khóc vừa thưa, năm xưa nương nương dùng phướng chiếu yêu dọi chị em tôi đến, sai vào cung cấm phá Chí Khôn Trụ Vương, làm nhiều điều trái lẽ, phá tan tành cơ nghiệp thành thang. Chúng tôi vâng lệnh, làm Trụ Vương hết vây cánh, nhà nước nghiêng ngửa. Nay chúng tôi định đến tâu cùng nương nương, thì bị Dương Tiễn và hai tướng đuổi theo, xin nương nương cứu mạng chị em tôi. Nếu nương nương bắt chị em tôi giao nạp cho Tử Nha, thì nương nương xuất hồ phản hồ sao? Nữ oa nói, ta sai chúng bay phá cơ nghiệp vua chủ là hợp ý trời. Ta có dặn các ngươi là đừng giết hại kẻ vô tội. Sao chúng bay không nghe, làm nhiều điều tội ác, giết cả tôi chung. Này tội đáng chết, sao các ngươi dám bảo ta xuất hồ phản hồ? Ba con yêu làm thinh, cúi mặt không nói một lời. Các bạn thân mến, về lời bàn, xác thịt con người chỉ là cái thể tướng,
mà tinh túy con người mới là cái bản ngã để nói lên giá trị con người. Đem quân đến triều ca đánh vua Trụ, Võ Vương thấy các chư hầu vây đánh vua Trụ, lòng bất nhẫn. Tử Nha nói, Trụ Vương bạo ngược, không giữ đạo làm vua, đã không phải là vua thì ai đánh cũng được, đại vương thương hại làm gì? Thực ra sở dĩ con người được kẻ khác trọng vọng chỉ vì cái giá trị bên trong của nó. Cái giá trị ấy đưa người lên một địa vị nào đó. Thế mà nhiều người đã lầm lẫn kính trọng cái thể xác, tức là cái hình thức bên ngoài mà quên hẳn cái giá trị bên trong. Kính trọng một người có địa vị, chúng ta kính trọng cái tài năng đạo đức của họ. Khi kẻ ấy không có tài năng đạo đức thì cái địa vị ấy không xứng đáng. Lẽ dĩ nhiên việc kính trọng không còn ý nghĩa nữa. Những kẻ có địa vị cũng lầm lẫn như vậy, cứ ngỡ mình là cành vàng lá ngọc, thể chất mình là quý hóa. Nhưng thực ra cái thể chất của họ, cái hình thức của họ chỉ là cái thể tướng mà thôi. Chỉ cái tài năng, đạo đức của họ mới là quý. Khi họ bỏ mất cái quý giá bên trong ấy, thì họ không còn đáng kính trọng nữa. Nhiều người có địa vị không chú trọng đến phần tài năng, đạo đức, mà chỉ tô điểm cái hình thức bên ngoài. Tưởng làm như thế là oai, là làm cho người ta kính trọng, thật là một lầm lẫn đáng trách. Tính cách mất kính trọng ấy, đáng buồn cười ở hai gã nịnh thần, Phi Liêm và Ác Lai. Thường là triều thần phải ra sức hy sinh để phục vụ nhà vua. Đằng này, Trụ Vương bại trận, chúng còn xúi Trụ Vương ra sức đánh nữa, thế nào cũng thắng, thật là mỉa mai. Đắc kỷ lưu luyến, sống chung nhau, dù là yêu mị cũng có tình cảm. Nhưng đến lúc bảy yêu thấy Trụ Vương thất thế, đáng lẽ chúng phải hy sinh kéo nhau đi cướp trại để trả ơn vua. Ba con yêu lại cùng nhau xúm xít trong cung vàng điện ngọc để hưởng ấp ủ sự nuông chiều của nhà vua. Thật là quái gở. Bà nữ oa chỉ vì vua Trụ phạm đến danh dự mình mà sai bảy yêu xuống làm khổ cả muôn triệu sinh linh, thì bà trọng danh dự cá nhân hơn là mạng sống của thiên hạ. Tuy nhiên, đây chỉ là một huyền thoại mà lòng dân muốn nêu lên để bài xích những hôn quân trong thời phong kiến thế thôi.